À, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay lại kênh của mình nha anh em. Số điện thoại đặt hàng mình là 0355 356 356 nha. Bên mình thì ở Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng nha anh em. Mình chuyên mua bán, trao đổi các loại điện thoại cũ mới nha anh em. Anh em tại chỗ thì cứ tới ngay phòng xe Phước Cát là gặp mình nha. Còn anh em online thì alo số điện thoại từ cái bảng nhỏ mình mới đưa ra nha. À, quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước, cọc theo 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em 100.000. À, bằng hình thức chuyển khoản hay là thế cao việc theo đều được nha. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc, tới nơi thì anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền ở shipper. Mình sẽ bao đổi trả cho anh em một tháng đầu tiên nếu lỗi với bên kỹ thuật bên mình nha. Còn những anh em mà chạy xài mà lỡ mà quên mật khẩu đồ các kiểu á thì anh em cứ gửi về mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em vấn đề mật khẩu ha, anh em yên tâm. Quy định mua máy thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì dài dòng ha. Còn máy bán ra thì mình sẽ dán cơ lực đầy đủ cho anh em và kèm cái anh cái dây sạc nha, anh em lưu ý nha. Rồi không dài dòng nữa, mình xin giới thiệu về con máy cỏ hôm nay. Hôm nay có con iPhone 6 nhỏ nha. Con này là hình như không làm thì tài khoản còn nha, tài khoản iCloud còn, loại xe bình thường anh em được reset là được nha. Pin thì trăm thay mới rồi, không vân tay, 16GB, mọi chức năng ok, wifi rồi các kiểu rồi còn full hết ha. Anh em lên mạng các kiểu ok hết, YouTube, Zalo, Facebook đều xe bình thường. Đó, mọi chức năng này mình đã tải gì hết rồi, anh em đi chỉ việc xài thôi. Để anh em 1 triệu tròn nha. Máy thì có xuất sắc như clip ha, được cái màn riêng đẹp, màn riêng dán cơ lực rồi đẹp kem, 1 triệu ok nha anh em, 1 triệu tròn. Tiếp tục cho anh em là con A10s Samsung. Máy thì lưng sau sức nhẹ lắm, kính thì đẹp, đại dán cơ lực rồi anh em, mọi chức năng ok nha. Con này RAM 2, bộ nhớ 32, màn hình 6 inch 2, pin con này là 3400 A10s, pin 4000 nha, sorry, pin 4000. Giá 1.490.000, 1490 mi 5 lút anh em. Con này RAM 464, màn hình 6 inch, pin 4000, mọi chức năng bao ngon cho anh em luôn. Lưng sau thì có sức sức nhẹ nhẹ như thế này nha, mi 5 lút, 1790. Oppo F5 RAM 464, lưng sau sức nhẹ, kính đẹp, RAM 464 đi, mọi chức năng đều ok hết ha. 1690. Realme C3 lưng sau sức nhẹ nha, màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000, kính đẹp keng luôn em, màn riêng sáng ngon lành luôn, 1.900.000 nha anh em. A03s lưng sau thay mới keng đẹp nha. Con này RAM 332, màn hình 6.5 inch, pin 5000 nha, kính là đại nhá lần ngoài đẹp nha. Con này để anh em giá 2.2 triệu nha, 22 màn sáng đẹp luôn. M20 Samsung pin 5000, lưng sau sức nhẹ, kính đẹp, dán lực rồi. Con này RAM 332, màn hình 6.3 inch, pin 5000. M20 mọi chức năng thì hoạt động ok rồi, yên tâm, 1.700.000 thôi anh em. A30 máy riêng lưng sau 6, thay cái nắp với cái sườn là đẹp ngay, màn riêng đẹp keng luôn, màn không một vết xước nha. Đó, máy rất là chắc nha, RAM 464GB anh em. Con này RAM 464, màn hình 6.4 inch, pin 4000. A30 2.2 triệu thôi anh em, quá bèo. V17 Pro Vivo lưng sau thì bao đẹp rồi, RAM 828, màn hình 6.4 inch, pin 4001, kính đẹp, dán lực rồi anh em. Mọi chức năng thì khói với bạn ok hết, full chức năng, RAM 8GB, máy rất là ok luôn, màn riêng sáng đẹp luôn. Con này 3.5 triệu anh em. A20s lưng sau đẹp, kính ok luôn, dán lực rồi. Đó, máy bao ngon luôn. RAM 332, màn hình 6.5 inch, và pin con này 4000, 2.1 triệu nha anh em. Một con Redmi 9 màn hình 6.53, RAM 332, pin 5000, khá là trâu, kính đẹp, lưng đẹp, xuất sắc nhỉ. Quá ngon. RAM 3, bộ nhớ 32, chức năng full, 1.700.000 anh em.
i51 Vivo, máy riêng đẹp 898, kính cam, RAM 8 128GB, máy như clip ha, màn sáng đẹp, mọi chức năng khỏi bàn nha, quá ok luôn. i51 RAM 8GB, bộ nhớ 128, 3,5 triệu. Samsung A51 Mirin đẹp tầm 9798, kính keng, lưng keng, con này RAM 6 128 nha anh em, màn hình thì 6 inch 4, pin 4000, con này để anh em giá 34 thôi, 3,4 triệu, máy bao đẹp. Oppo A55 Mirin lưng nhâm nhẹ do sạp lưng, màn hình 6 inch 5, RAM 4 64, pin 5000. A55 máy quá là ngon, màn hình sáng đẹp nha anh em. Đó, quá ok nha. Con này 3,2 triệu. Một con Redmi 9T, máy riêng, lưng xeo nhâm nhẹ nha. Đó, kính đẹp. Con này RAM 6 128 anh em. Màn hình này 6,5 inch và pin 6000 anh em. Pin con này 6000 nha. Redmi 9T 2,8 triệu. Vsmart Aric, màn hình 6.39, RAM 828, pin 4000. Máy đẹp nha, kính đẹp, lưng đẹp. Aric RAM 8, bộ nhớ 128GB, để lên 3,1 triệu thôi. XT3 Vsmart tiếp tục, mọi chức năng full nha. Camera thỏa thuộc nha anh em, màn hình 6 inch 4, RAM 664, RAM 664, pin 4020, 2,1 triệu nha anh em, máy khá là đẹp. XT3 2 triệu tròn luôn, bán anh em 2 triệu tròn rồi. RAM 6 bộ nhớ 64GB, giá 2 triệu, quá bèo. A30s nguyên riêng, máy full chức năng đẹp tầm 98, con này là dạng siêu tầm, lâu lâu có coi, guarantee còn luôn nè. Đó, kính đại giác lực đẹp kia, máy bao ngon. RAM 4 64, màn hình 6 inch 4, pin 4000, A30s. Con này để anh em 2,7 triệu. Reno 5 5G, con này là Reno 5 5G nha anh em, màn hình 6.43, RAM 828, pin 4003. Reno 5 5G lưng sau xuất nhẹ nha, kính đẹp nha, màn đẹp, ring ok hết ha. RAM 8 bộ nhớ 128GB, con này để anh em giá 4,7 triệu nha. A31 anh em, Samsung A31 lưng sau có xuất sắc, màn hình 6 inch 4, RAM 628, pin 5000, kính dán lực đẹp kia. A31 RAM 628, 3,2 triệu. Oppo A73 máy đẹp như mới luôn, RAM 628 luôn, màn hình 6.4, pin 4000, sườn viền thì khỏi phải chê, con này kính còn guarantee hãng, đẹp kia. Con này 37 nha anh em, pin mới hết. Realme C25i nguyên riêng, máy đẹp 98, sườn viền có sức nhẹ, kính đẹp kia. Con này RAM 428GB, màn hình 6,5 inch và pin con này là 5000 nha, pin 5000, C25i 2,7 triệu. i15s con này thì máy riêng nguyên đẹp, phải nói tầm 98 99, RAM 332 thôi anh em, màn hình 6.52, pin 5000, máy đi đẹp cỡ đó anh em, quá ngon luôn. i15s RAM 3GB, máy bao ngon luôn. Còn này để anh em giá 2,2 triệu. A32 Samsung máy riêng, lưng sau nhâm nhẹ cực nhẹ luôn, máy đẹp tầm 98 nha, RAM 628, màn hình 6 inch 4, pin 5000, máy quá ngon luôn. A32 3,7 triệu anh em. Bocophone X3 Pro
Con này RAM 8256 anh em, bộ nhớ rất khủng. Màn hình 6.67 pin 5001. Máy này thì chơi game rồi bao phê. Không thể chơi con này được anh em. Máy mượt cực kỳ luôn anh em, giờ xài biết 256GB. Khá là khủng. Để anh em 4.4 triệu. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em ngày lễ vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Đi xe nhớ nhị tay ga nha anh em. Cẩn thận ngày lễ ha. Thân ái chào cả nhà và chúc anh em may mắn. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới của từ kênh của mình nha. Hẹn anh em clip ngày mai.